26 tới tháng 7 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi sẽ rất được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nó bỗng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cẩn quá, đã tìm được xác của Deborah Obama. Deborah là gì? Please, quý vị đón bình luận bên dưới nha. Coi coi quý vị nào đón chúng có thưởng. Deborah. Nội dung thứ hai, bất chấp tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đến nơi này, chú Hụt quyết định liều mạng phóng rầm rộ quả tiễn tên lửa ra bên ngoài. Châu Á dậy sóng rồi quý vị nhé. Và nội dung cuối cùng liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, bất chấp chú Buri cảnh báo cứng rắn la làng quăng hoài đau đớn, Ukraine tiếp tục quánh vào cái nơi này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, đặc biệt là cho dù chú Buri 72 tiếng đồng hồ vừa qua đã pháo kích dội tên lửa rầm rộ vào lãnh thổ Ukraine, hàng trăm quả tên lửa từ biển Đen, biển đỏ, biển này, biển nọ, biển kia và cả luôn trên đất liền dội rầm rộ vào đất nước Ukraine, nhưng Ukraine vẫn không give up. Tức là cho dù những cái lời cảnh báo của chú Buri là mày mà đụng vào cái bán đảo Crimea một lần nữa, hay là mày mà cho máy bay không người lái đột nhập vào thủ đô Moscow một lần nữa, tao sẽ khô máu với mày, dân dân và dân dân. Nhưng bất chấp những cái lời đe dọa, những cái lời cảnh báo của chú Buri, Ukraine tiếp tục tấn công vào bán đảo Crimea như những ngày vừa qua. Tức là trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, rầm rộ những máy bay không người lái của Ukraine đã ồ ạt xâm nhập và tấn công vào cái cây cầu Crimea, những cái kho bom của Crimea, cả luôn cả bầy máy bay không người lái ồ ạt xâm nhập tấn công vào thủ đô Moscow của chú Buri, làm cho chú ta quằn quại đau đớn và la làng và cảnh báo là túi bụi hết. Đến hôm nay là chú la làng la xóm đó quý vị nha. Chú cảnh báo là sẽ khô máu với Ukraine và chú sẽ trả đũa cực gắt và chú có thể xài tới hạt nhân, dân dân và dân dân. Nhưng Ukraine vẫn không give up, vẫn tiếp tục ra tay tấn công vào những cái chỗ mà chú đang bị đau. À đó, cho nên gây cẩn quá, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Và đó là cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó cũng liên quan tới một cái nơi mà rầm rộ trong cái thời gian vừa qua và nó có liên quan tới hạt nhân, đó là bán đảo Triều Tiên. Trong suốt mấy ngày vừa qua, Mỹ đã điều động máy bay B-52H và những cái chiếc máy bay này nó có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Ở dưới biển thì Mỹ đã điều động tàu ngầm thứ hai của Mỹ bằng năng lượng cũng đã đến Nam Hàn, và đây là những chiếc tàu ngầm mà có thể là phóng hạt nhân bất cứ nơi nào trong cái bán đảo Triều Tiên, cũng đã đến nơi này. Lý do tại sao Mỹ làm cái điều này là tại vì trong suốt thời gian vừa qua, chú Hụt đã làm cho đồng minh của Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản bất an. Tại vì chú Hụt cứ phóng quả tiễn tên lửa đạn đạo ICBM ra bên ngoài, làm cho ở cái khu vực này nó căng như dây đàn. Cho nên Mỹ phải đem những cái đồ chơi đến nơi này để củng cố đồng minh, để trấn an đồng minh và để cho đồng minh thấy là Mỹ có khả năng bảo vệ đồng minh. Bên cạnh đó, răng đe chú Hụt, nhưng Mỹ càng răng đe thì chú Hụt càng không sợ hãi. Tại vì dưới cái thời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hình như chú Hụt quên là nước Mỹ, không có nước Mỹ trên cái quả địa cầu này. Cho dù chú Mỹ đã điều động những cái đồ chơi thứ dữ đến nơi này, nhưng chú Hụt vẫn quăng cục lờ. Dưới cái thời Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump không cần điều động một viên đạn nào đến nơi này hết, chỉ có nói thôi, một lời nói thôi là chú Hụt đã xếp re như một con chó con mà coi như là được người chủ cho ăn đâu vậy đó. Còn dưới cái thời chú Mỹ thì chú Hụt điếc không sợ súng. Vào ngày hôm qua, quân đội Hàn Quốc cho biết là bất chấp tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến nơi này, chú Hụt vẫn tiếp tục phóng thêm hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của Nam Hàn. Ghê cẩn quá, quân đội của chúng tôi đã phát hiện ra những cái quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên phóng ra gần
từ khu vực Bình Nhưỡng ra cái vùng biển phía đông của Nam Hàn, làm cho chúng tôi bất an. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết là Mỹ và Nam Hàn đang lên một cái kế hoạch để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cũng giống như chú Huỳnh Thành nói, chúng ta có thể phóng hạt nhân phủ đầu Mỹ và Nam Hàn, Nhật Bản bất cứ lúc nào. Chú cùi chú không sợ lỡ quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó liên quan tới cái chữ đờ bờ. Không biết nãy giờ Tony nói những cái thông tin chiến tranh quân sự rồi quý vị có đón ra được đờ bờ là gì chưa? Vào ngày hôm qua cuối cùng thì người ta cũng vớt được xác đờ bờ của ông Obama. Đờ bờ, đờ là đầu, bờ là bếp, tức là đầu bếp của Obama chính thức đã vớt được xác và đã chết cách đây mấy ngày. Tại sao đầu bếp của ông Obama chết? Đây mời quý vị nghe kỹ nha. Vào ngày hôm qua, đầu bếp của ông Obama được phát hiện chết tại hòn đảo Mata. À, tức là như thế này. Thì ông này, ông đi bơi thuyền, ông đi cắm trại du lịch đó quý vị. Và không biết ông bơi cách nào đó, và ông rớt xuống thuyền, và ông ta đã chết cách đây mấy ngày. Và sau một thời gian mấy ngày vừa qua, cảnh sát Massachusetts, tiểu bang Massachusetts đó, đã tìm kiếm rầm rộ. Cuối cùng thì sao? Họ đã tìm được thấy xác ông đầu bếp này. Ông đầu bếp này là đầu bếp chính của gia đình ông Obama trong cái thời gian vừa qua. Cảnh sát của tiểu bang Massachusetts cho biết ông đầu bếp này tên là Campbell. Ông đã làm việc cho gia đình ông Obama một thời gian rất là lâu rồi quý vị nhé, cả chục năm rồi. Thì theo như vợ chồng ông Obama cho biết, lần đầu tiên chúng tôi gặp anh ấy, anh ấy là một đầu bếp tài năng tại tòa Bạch Ốc với sự sáng tạo và đam mê ẩm thực. Anh ấy có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau. Anh ấy là một người ấm áp, vui vẻ và cực kỳ tốt bụng, người đã khiến cho cuộc sống của chúng tôi tươi sáng hơn. Ok, nói nôm na là gia đình của ông Obama rất là thích cái ông đầu bếp này. Tại vì ông đầu bếp này đã nấu ăn cho gia đình ông Obama cả chục năm qua trong tòa Bạch Ốc rồi quý vị nhé. Và hiện tại bây giờ thì gia đình ông Obama gửi lời chia buồn đến gia đình của anh Campbell này. À đó, thành ra quý vị sau khi nghe cái thông tin này, cẩn thận khi đi biển, đi bơi, đi hồ, đi sông, đi nước quý vị nhé. Đặc biệt là mùa hè thì everybody thích đi ra ngoài biển, ngoài hồ để câu cá, bắt cua, bắt ốc, vân vân và vân vân. Nhưng khi chúng ta đi chơi, chúng ta cũng phải cẩn thận củi lửa quý vị ơi. Rồi sau vài phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của bán đảo Triều Tiên và tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Và đặc biệt một điều, quý vị nào chưa đăng ký kênh thì đừng có quên bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Have a good day. Thank you.